Hả? Anh đi học? Ừ. Cô ơi. Cái gì cô? Cô cái gì? Tôi nói anh là đồ cô hồn. Ngân Tâm, cô ở nhà sao em cứ nhắc hoài vậy? Em quên. Dạ thưa cậu, hai người này cũng đi tới trường Đi Sơn học giống như mình nhá cậu. Dạ, xin kính chào công tử. Dạ, kính chào công tử. Xin công tử cho tôi được hỏi thăm. Dạ thưa công tử, chim sơn liêu lo cánh thơ mộng qua. Đôi lời thăm hỏi đường tới ngôi trường, mắt nhìn hai lối khó mộng thông đường. Xin người chỉ dẫn cho người hãy chỉ giúp giùm cho. Đây miền Nam núi chập trùng mà người đời đặt tên là Nam Sơn, nhiều lối đi lên tới ngôi trường. Ngôi trường gần đây cánh hai đèo, trường ta là nơi hướng đi sơn đèo. Dạ xin đa tạ công tử. Vui thay thính thay tuổi xuân thề, đâu sợ soi kinh chi ta chung cùng. Xin cho biết tên mình làm quen nhau buổi ban đầu, suối hát thông sẹo vẫn đi một lòng đều một lòng, hằng mong biết tên huynh đài. Dạ xin công tử được cho biết cao danh và quý tánh. Nhà có dư hàng trăm tên hầu, miền Triết Giang là quê. Con tuổi xuân vừa trắng tròn, tôi tánh danh là Chúc Anh Đài. Xin chào Chúc công tử. Còn quý danh của công tử là chi, xin cho tôi được biết ạ. Chẳng giấu gì Chúc công tử, cha tôi mất đi, tôi còn âu thơ mẹ già dưỡng nuôi. Ngày qua tôi mong mơ giữa đúng trăng tròn trăng. Hiện tình quê nhà qua tôi tên là Lương Sơn Bá. Xin chào Lương công tử. Ngân Tâm, mau ra mắt Lương công tử đi em. Dạ, em xin ra mắt Lương công tử. Đáp lễ Ngân Tâm, tứ cửu, mau ra mắt Chúc công tử đi em. Dạ, em xin ra mắt Chúc công tử. Chào tiểu đồng Ngân Tâm. Ủa